Cụm mắt á, thì cũng là một cái triệu chứng rất là thường gặp để cho bệnh nhân đến khám. Thì cụm mắt nó do rất là nhiều nguyên nhân. Thì như chúng ta biết rằng là mắt chúng ta nó nằm ở trong hốc mắt và nó được bao phủ bởi mi mắt. Thì mắt của chúng ta, cái nhãn cầu nó chuyển động liên tục và nó luôn tiếp xúc với lại cái mặt trong của mi mắt. Cho nên chỉ cần có một cái vấn đề gì ở giữa các cái bề mặt tiếp xúc đó thì bệnh nhân sẽ thấy cụm mắt. Ví dụ như là có bụi, ha, có một cái hạt bụi nào đó thì khi mà chớp thì bệnh nhân sẽ thấy khó chịu và cái cụm mắt. Thì những cái trường hợp mà không do cụm mắt thì như tôi nói rằng là nếu mà có cái bất thường gì trên bề mặt, hai cái bề mặt mi mắt, mặt trong của mi mắt cũng như là trên cái bề mặt nhãn cầu thì nó cũng có đều có thể gây gây khó chịu vào cụm mắt. Và thí dụ như là viêm kết mạc, viêm giác mạc, những cái viêm mi mắt, tức là bên trong cái viêm của bề mặt, mặt trong mi ở bề mặt nhãn cầu thì nó cũng có thể gây cụm mắt, hoặc là những cái đau bệnh lý ở trên cái bề mặt hay nó sẽ gây cụm mắt.